Hello xin chào bạn, chắc là mình sẽ tiếp tục khám phá cái bản cập nhật đại dương này ha. Mình sẽ khám phá về cần câu liệu còn có y chang được hay không, câu được những cá gì, cùng với đó là đi tìm kiếm kho báu nhé mọi người. Và các bạn đừng quên cho mình một like cũng như một đăng ký kênh của chúng mình nhé. Và let's go thôi nào. Ok, thì tiếp tục mình sẽ tìm hiểu về tính năng những cái cần câu này. Chúng ta sẽ có 5 cái cần câu mọi người ạ. Và đầu tiên thì cần câu này là cần câu tre, nó sẽ được làm tất nhiên là từ tre rồi, cũng như là một cái quặng đồng. Ở đây thì cái quặng đồng do bên Trung Quốc nên là cái hình ảnh nó sẽ thay đổi, nhưng mà về chung thì sẽ là những cái thỏi đồng thôi. Còn những cái bốn cái cần câu còn lại thì nó sẽ tượng như nhau nhé mọi người, tức là về cái nguyên liệu là titan, không khác gì mấy, cũng như là hai cái cây trúc thì nó sẽ chỉ khác khi mà chúng ta sử dụng những cái san hô màu ấy, thì nó sẽ thay đổi cái màu cần câu. Ngoài ra thì tính năng thì mình nghĩ là nó sẽ như nhau cả. Đây màu gọi là hồng cam đỏ, đây là màu tím xanh này, màu vàng này, có sao màu này màu vàng sẽ giống màu xanh thế này, còn cái này là màu tím, là tím đậm này, tím hồng này. Mình sẽ thử câu bằng cái cây tre này trước ha, để xem là được cái gì. Thì đấy thì mình sẽ click và nó sẽ ném ra để coi nào. Đây, uầy, mình hiểu rồi, khi mà mình câu được thì nó sẽ nảy lên đầu mình các bạn ạ. Mình sẽ ôm ở trên đầu ha. Từ đây mình khi mà cầm cá thì sẽ để lên đầu nhé mọi người. Đấy, các bạn thấy lại không? Theo mình nghĩ thì cái cây cần tre này do là nó là đồ quý bắc nên là nó sẽ chỉ câu được mấy cái con cá nhỏ như thế này thôi. Mình sẽ chuyển sang câu bằng cái cần xịn sò con bò hơn nhá. Ui sò, những cần giật giật rồi. Ui, đúng hẳn là mình được con cá xịn hơn thật các bạn ạ. Này, con cá này xịn hơn nhiều ha. Cái này thì nó gọi là cá chi chi mọi người ạ. Mình chẳng biết là sao Trung Quốc thì nó lại gọi như thế. Mình sẽ thử câu thêm một tí nữa nha, để xem là có được cá gì hay không. Đây. Mình câu được một cái rong biển, rất là buồn luôn. Một cái rong biển thôi, mình sẽ đổi sang chế độ sinh tồn đi cho nó thực tế mọi người ạ. Để xem là có hư độ bền hay không ha. Khả năng cao là nó sẽ hư độ bền. Ấy, đúng nhầm rồi. Thôi, thì mình sẽ thử kiểm tra xem là cái cần này nó có y chang được hay không ha. Đặt cái này ra. Và, uầy, cần câu y chang được nè các bạn. Cần câu chúng ta có thể ê chan được. Mình sẽ thử khảm đá lên cái cần câu này nhá. Rồi ok, mình sẽ thử đặt cái cần này vào và chúng ta thử ê chan xem là được cái gì. Nó sẽ có một dòng thôi các bạn ạ. Cái này nó có dòng là câu may mắn 3. Đấy, đây là dòng câu may mắn 3 ha. Này, nhìn điện này, giật giật này, trông ngầu phết ấy. Nhưng mà nó sẽ chỉ có được một dòng thôi. Mình sẽ thử xem là chúng ta sẽ câu như thế nào khi với một cái cần mà đã có dòng y chang như thế này. Ok. Uầy, câu này mình câu được con cá hề à. Ok, thì mình sẽ tiếp đến là sẽ thử những cái bộ đồ lặn này để coi là nó như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có 4 cái là cái này là mũ bảo hiểm này, áo lặn này, chân vịt này. Ba món thôi, hình như là 3 món thôi mọi người ạ. Rồi ok. Nón này. Rồi. Ủa rồi còn quần đâu ta? Còn cái gì nhỉ? Đúng rồi, phải có quần chứ đúng không? Thế chỉ có 3 món thế này thôi à? Thôi kệ, không sao, mình sẽ lặn đây. Các bạn thấy rằng là nó sẽ có cái hiệu ứng như thế này đây. Đó, mình đang bơi này. Nhưng mà do là cái này là phải đổi lại như thế này đây. Đấy, thì cho thấy được là mình đang sử dụng đồ lặn đây. Cái này là súng nhá mọi người. Súng này. Súng này bắn thế nào ta? Ok, để mình đổi sang sáng tạo đi, để trùng súng. Cài đạn này. 20 viên bóng nước mọi người ạ. Phải không? Nhiều là bắn bóng nước ấy mọi người. Đấy, xịn sò con bò ngay. Úi giời ơi, đồ lặn bao đỉnh luôn. Quá đã. Quá phê. Nhưng mà nếu như mình cởi cái này ra thì sao nhỉ? Phạm ra, ủa sao bóng bóng lại hết kia? Tôi chết rồi. Không phải rồi, mình phải có bình oxy nữa hay sao ấy. Từ, hình như mình bị nhầm rồi. Chúng ta phải có thêm bình oxy mọi người ạ. Mình nhớ không nhầm thì là vậy. Còn đây là cá mập mọi người ạ. Đây là cá mập này. Là trời, để mình đốt pháo hoa cho nó sáng ha. Cá mập này. Cá mập nếu như mà chúng ta sử dụng cây kiếm kim cương đi thì chém là bao nhiêu đam ta? 45 máu. Uầy, con cá mập khỏe thế. Cá mập 500 máu mọi người ơi. Khỏe chà bá lửa luôn. Uầy. Tiếp theo thì mình có nhận ra là khi chúng ta xuống một vài cái chỗ mà nó cực kỳ sâu mọi người, thì nó sẽ có cái magma ở phía dưới này này.
rồi còn có cả những cái cây phát sáng nữa. Ô, đây là loại quặng mà mình đã nói đến đây sao, phải không ta? Mình sẽ lấy cái quặng này thử coi ha. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng một cái cánh cửa đi để cho nó dễ, tại vì mình cũng không biết là dùng đồ lặn như nào. Ngoài việc là đồ lặn thì mặc vào nó sẽ chạy, nó sẽ bơi nhanh hơn. Ok, đây rồi, đặt cánh cửa này ra này, rồi đứng góc này đi. Đấy, đổ sang sinh tồn này, đào xem nào. Ô, quặng này quặng gì đây xem nào. Đâu rồi, đây là cái quặng mà chúng ta gọi là quặng mới đây mọi người ạ. Nó gọi là quặng mangan đấy mọi người ạ. Đó, đây là một trong những khoáng sản mới ha. Rồi, ơi có con tàu đấm này, con tàu đấm này. Wow, có nhiều đá xịn ta. Chai gì đây? Chai gọi là bản đồ à? Trong này nó chứa những tấm bản đồ à? Rồi ok, san hô này. Mình sẽ ngó thêm một tí nhá để xem. Ấy, cho mình bấm nút mình bắn cho nó văng luôn các bạn ạ. Trong này thì không có gì cả, chỉ có một cái rương thôi. Chỉ có đúng duy nhất một cái rương mọi người ạ. Ủa sao vẫn có cá lồng đèn ở đây ta? Vậy là có loại cá lồng đèn khác à? Đâu rồi ta? Mình nhớ đây có cả mắc ma nữa này mọi người. Đó, đứng ở mắc ma này nó có hết oxy không? Giống kiểu Minecraft không ta? Không mọi người ạ, nó vẫn thế. Nó vẫn như vậy thôi. Mình sẽ lên trên nhá để kiểm tra xem bản đồ như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ thử Ủa? Mình quăng phát mất tiêu rồi. Ui, bọn hộ vệ này các bạn ơi. Bọn hộ vệ nó bảo vệ cái tàu đắm này. Tàu này bự hơn. Tàu bự hơn là chắc chắn là có đồ xịn đây. Đây, rương này. Uầy, cái gì đây ta? Uầy, cái này gọi là cái lõi sấm sét mọi người ạ. Nó gọi là cho cái việc là lõi có sức mạnh của tia sét cổ đại này, có thể sử dụng làm nguyên liệu phụ trong bảng run. Nói chung là cái này là giống kiểu nguyên liệu để thêm màu, ví dụ như là những ta khảm đá thôi. Ngoài ra thì mình thấy những cái con tàu chiến luôn. Bắn không? Uầy, nó bắn rồi các bạn ơi. Ui, ôi, nó bắn này. Những con tàu này nó bắn tự động nhá, nó không có người ở trên này đâu. Ảo thật đấy. Ghê thật sự mọi người ạ. Mình có thử lấy một cái lọ ra để xem là cái lọ này như thế nào ha. Khi mà chúng ta đập ấy thì nó sẽ rơi ra một cái tấm, nói chung là một cái tấm thư thôi. Lúc nãy là mình lỡ đập vỡ mất hai chai kia rồi. Nhiều khi nó có bản đồ ấy mọi người, hơi buồn chút xíu. Ok, thì mình có tìm sang một cái con tàu khác thì mình sẽ thử những cái bản đồ này lại ha. Lúc nãy là do là chơi ngu thôi. Xem nào, đây có thêm một cái rương, vẫn là những cái lõi xét này. Đấy, chỉ là những cái chúng ta khảm thôi. Bây giờ lên trên lại nào. Ui các bạn ơi, con tàu bự chà bá luôn này. Để mình sẽ xử nó ha. Mày máu bao nhiêu ấy? Máu 1000, u là trời. Sao nó khỏe vậy trời? Máu tận 1000 khác nào boss đâu. Mày ơi cháy rồi nè. Cháy khét nẹt rồi. Mày. Rồi chìm. À, rơi ra bọn binh sĩ này á. Mày hải tặc của chúng tôi. Hải tặc. Ôi chết rồi. Chúng mày ai cho chúng mày làm hải tặc? Thôi kệ nhá, mình sẽ đi tìm kiếm kho báu. Ok, giờ thì mình sẽ ra cái chỗ này để mình đập mấy cái lọ á, để xem là nó có rơi ra được cái báu vật quý giá gì hay không ha. Đây, cái lọ này dùng để trang trí ấy hả? À đấy nè. Đây. Đấy, phải ra mấy cái này xem coi nào. Phải gồng lên ném mọi người ạ. Đây. Nó ghi cái gì ấy? Nói chung là chẳng biết nó ghi cái gì nữa. Ok. Mình sẽ quăng thêm đi. Rơi ra này. Nhìn chung thì cái này là phải biết đọc mọi người. Giáng sinh nên tặng quà gì cho bạn nhỉ, phải suy nghĩ mới được. Nói chung là ghi ba cái gì xàm xàm nó chứ chả hiểu các bạn ạ. Ghi vớ ghi vẩn này. Cát ở sa mạc nhiều hơn ở biển. Mọi người hãy đến sa mạc chơi. Là sao? Tác giả là một doanh nhân giấu tên.
Ông nội này, mấy ông nội nào ghi khùng ghi điên nhỉ trời. Và tôi cần kho báu cơ mà.